chuyên mục Trang thơ của cán bộ, hội viên. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trang thơ kỳ này, tạp chí Tri thức và Đời sống xin được gửi đến quý vị và các bạn bài thơ của tác giả Lương Hải Yến, hội viên Hội Người Mù quận Long Biên, Tình yêu là ánh sáng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tình yêu là ánh sáng. Người ta yêu từ ánh mắt đầu tiên, khi thoáng trông nụ cười hay vóc dáng. Mình yêu nhau là do cảm nhận từ trái tim, bởi đôi mắt đâu còn. Cảm nhận từ tiếng nói dịu êm, giọng cười hiền, những khiêm nhường ý tứ. Từ những quan tâm chia sẻ tinh tế, tới những nét duyên, sự sâu lắng chân thành. Tình chúng mình thật đẹp phải không anh? Dẫu gian nan hơn trăm lần người khác, bởi cửa sổ tâm hồn đã khép, nhưng tình yêu sẽ thắp sáng tương lai. Tiếp theo chuyên mục Trang thơ kỳ này, tạp chí Tri thức và Đời sống xin được gửi tới quý vị và các bạn bài thơ của tác giả Lưu Thị Thạch, hội viên Hội Người Mù quận Hoàng Mai, qua bài thơ Mái Nhà Thứ Hai. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mái nhà thứ hai. Mái nhà thứ hai của chúng tôi là nơi gắn bó những con người về đây sinh hoạt cùng chia sẻ, già trẻ bên nhau rộn tiếng cười. Mái nhà thứ hai của chúng tôi chan chứa tình thân của những người bên nhau đồng tật chung cảnh ngộ, gặp nhau an ủi chút tình người. Mái nhà thứ hai của chúng tôi dẫu chẳng nguy nga nhưng tuyệt vời, về đây mới thấy quyền bình đẳng, xua tan những mặc cảm trên đời. Mái nhà chúng tôi như thế đó, chỉ có tình thương với tình người.